Nám da dù không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng nó luôn là nỗi ám ảnh đối với nhan sắc của nhiều chị em phụ nữ. Vậy làm thế nào để trị nám da một cách nhanh chóng và triệt để? Hãy tham khảo ngay top 7 kem trị nám của Mỹ được các bác sĩ da liễu khuyên dùng nhé. 1. Kem trị nám Nevova Complex Hercule Plus. Nevova Complex Hercule Plus được đánh giá là một trong những loại kem trị nám tốt nhất của Mỹ. Đây là sản phẩm ra đời dựa trên công nghệ chế tạo mỹ phẩm tại Mỹ và là giải pháp tiên tiến cho làn da thâm nám. Xỉn màu và mang lại hiệu quả tối ưu cho làn da đều màu, trắng sáng và mịn màng hơn. Ưu điểm nổi trội: làm trắng da từ sâu bên trong da, làm đều màu da, sáng da và không gây kích ứng ngay cả đối với da nhạy cảm. Nuôi dưỡng làm sáng mịn da, ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố trên bề mặt da, giữ ẩm lâu dài và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường bên ngoài. 2. Kem trị nám Nuderm Cleobaki. Nuderm Cleobaki sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn nếu bạn đang gặp phải tình trạng nám lâu ngày. Bởi sản phẩm này có tác dụng ức chế việc hình thành sắc tố melanin, nguyên nhân hình thành nám vô cùng hiệu quả. Ưu điểm nổi trội: thành phần chứa 4% hydroquinone có tác dụng chữa trị rối loạn tăng sắc tố da, giúp xóa mờ đốm nâu, da xỉn màu một cách an toàn và nhanh chóng. Cấp tốc tái phục hồi làn da trắng sáng, tươi mịn. Tăng cường dưỡng ẩm sâu cho làn da, đồng thời ngăn ngừa tình trạng da sần sùi, khô ráp và dưỡng da mềm mại, mịn màng mỗi ngày. Ngăn cản việc sản sinh hắc sắc tố, giúp giảm tình trạng tàn nhang, thâm nám và đốm nâu trên da. Ngăn ngừa lão hóa hiệu quả, thúc đẩy quá trình hình thành collagen và tái sinh làn da. Loại sạch tế bào chết và hỗ trợ se khít lỗ chân lông. 3. Kem trị nám Rapid Effort Anti-Men Lighting. Đây là một trong những dòng kem trị nám của Mỹ được cả giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao. Ưu điểm nổi trội: có chứng thực y khoa trong việc giảm nám và làm mờ đi các đốm nám, làm đều tôn màu da và phục hồi làn da tươi sáng. Trẻ trung. Hesapeptide 2 có tác dụng ngăn chặn sự hình thành nám và ngăn ngừa nám sau này, giúp làm trắng da hiệu quả. Glycolic acid có tác dụng loại bỏ tế bào da chết, sạm đen trên bề mặt, đồng thời nuôi dưỡng làn da trắng sáng. 4. Kem trị nám ES Clinical Highlighting Serum. Sản phẩm kem trị nám tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là ES Clinical Highlighting Serum. Đây là sản phẩm có khả năng làm giảm các hắc sắc tố da một cách hiệu quả, trị các đốm tàn nhang, nám nâu nhanh chóng. Ưu điểm nổi trội: có thành phần được chiết xuất từ tự nhiên an toàn, lành tính, kết hợp với công thức độc quyền giúp kiểm soát sắc tố và làm da sáng lên từ bên trong, giảm mờ thâm sạm hiệu quả. Serum trị nám này có kết cấu nhẹ và dễ hấp thụ, thẩm thấu sâu bên trong da. Không chỉ có tác dụng giảm mạnh vùng sắc tố da mà còn nó còn có tác dụng chống lão hóa hiệu quả. 5. Kem trị nám Agelette Total Skin Lighting. Kem trị nám Agelette Total Skin Lighting là sản phẩm thuộc dòng ngăn ngừa lão hóa chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Agelette. Ưu điểm nổi trội: sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ các thành phần tự nhiên vô cùng hữu ích cho làn da như cam thảo, nấm nên rất an toàn với làn da. Hỗ trợ làm mờ dần các vết thâm nám, tàn nhang khó trị nhất trên làn da của bạn. Hàm lượng vitamin C có nồng độ khá cao nhằm tăng cường dưỡng chất và sức đề kháng cho làn da, giảm hiện tượng viêm, mẩn đỏ một cách hiệu quả. 6. Kem trị nám Viderm Bleaching Cream. Nếu bạn đang băn khoăn không biết kem trị nám của Mỹ nào tốt thì hãy tham khảo ngay sản phẩm Viderm Bleaching Cream. Ưu điểm nổi trội: được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Mỹ và được nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với làn da của chị em châu Á. Do đó, nó có tác dụng điều trị nám hiệu quả, đem lại làn da trắng hồng, mịn màng, hỗ trợ kháng khuẩn, kháng nấm, ngăn ngừa dị ứng và làm sạch da, giúp phục hồi lại cấu trúc da, tăng tính đàn hồi và chống lại các tình trạng chảy xệ, ngăn chặn sự phát triển và hình thành sắc tố melanin, giúp làm mờ vết thâm, sáng da một cách hiệu quả, loại bỏ các đốm da sạm màu gây tàn nhang và đồi mồi nhanh chóng. 7. Kem trị nám Obagicare ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký RX System. Khi nhắc tới sản phẩm trị nám tốt nhất của Mỹ thì không thể không nhắc tới Obagicare ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký RX System. Đây là một trong những sản phẩm trị nám bán chạy nhất trên thị trường châu Á.
ưu điểm nổi trội. Obagicur RX hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề đốm nám trên khuôn mặt nhờ 4% hyaluronic có trong sản phẩm. Ngăn ngừa và phòng tránh được các đốm nám sẽ xuất hiện trên da nhờ khả năng ức chế sản sinh hắc tố melanin và giúp làn da trở nên đều màu nhanh chóng. Không còn bị loang lổ các vết nám, tàn nhang hoặc sạm đen nữa. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đã giúp các bạn có thể lựa chọn được dòng kem trị nám phù hợp với mình. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.